Đi, sang gọi Ethic đi. Rồi, nay đi ăn gì nhỉ? Bánh đa cua. Bánh đa cua? Suốt ngày bánh đa cua. Một tiền thế thôi. Nào, bao nhiêu? Ăn gì rồi nhỉ? Ê, làm gì? Ăn lẩu cá muối. Vâng, mày nhìn, nhìn. Ăn xong một muối thì kết quả học tập sao? Nhưng mà từ chắc là còn. Ai chà. Mày chơi tao bao lâu rồi, ớt kia làm sao nhỉ? Có tiền không? Này, tao lo. Ai xa? Ôi, con này dày quá nhỉ? Tao lo. Tao xem là bao nhiêu à? 10 lít. Tao còn. Má, mày. Thôi nào, vẫn đủ ăn bánh mì mà. Đi. Ở đây. Bố có nhiều tiền. Đây, tiền của bố đây. Ăn đi. Chút thích luôn mà. Ăn đi, chiều con đi tập. À. Đi tập cái gì rồi? À thì bác ý. Lại lộn. Tập bác cua phiêu anh ấy. Tập đi hình đi, suốt ngày lộn. Để lực thì yếu thì suốt ngày lộn. No thì đi tập với các thanh niên vậy. Đi. Được. Ê. Sao? Ôi giời. 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 Đang đẹp thế nhỉ? À. Đấy, sáng ông ấy chưa? Tôi bảo ông cứ quẫy quẫy là bơi được có cái gì đâu, thống nhất thôi. Là. Tại hai đứa chúng mày á, tao phải đi mua cái đôi giày cho đổ à. Ai sai? Đây là con gì đây? Ui giày. Second hand bố. Ok, hand nhưng mà hãng. Đồng đẹp này. Hả? À. Còn tiền đâu? Còn. Sao mượn á? À, chính nghìn lẻ luôn. Được. Có không? Có bỏ. Làm gì? Dì vả. Thôi, đứng ở đây nhá, chờ tí. Ờ. Lẫn sao lẫn đúng 9.000 tí mua nước tập mày. Ui giời, có cái gì biếu người ta có 9.000. Bây giờ tập ở đâu? Chạm bơm lên đây. Mà bảo vệ sao? Ừ. Gắt lắm. Bố tài, tập bắt cua để làm gì? Mày tập bắt cua để làm gì? Chạy, chiến luôn đi. Chạy. Lên. Ui. Gậy to thế. Mày vào sao? Ôi giời. Chuyện nhỏ, treo ao. Ôi, đừng vào. Vào, đang đi tập mà mày. Đi tập đây. Trời ơi.
mày cơ. Đi, được. Đi. Nhau mày hiểu không? Sẵn
Nhìn đi, chúng có mặt vô mà. Từ, giải mã đã. Tìm chưa? Cháu nghĩ mấy ký hiệu liên quan đến một đồ vật gì đấy. Ờ, một kiểu mật mã, một cánh cửa hay sao? Ừ, cánh cửa đúng. Ừ nhỉ. Chữ B. Điểm à? Mấy nằn ngoan nó là cái gì nhỉ? Vòng cung. Sống. Tao nhìn giống cái núi. Tao thấy giống tên lửa. Khoan khoan khoan. Còn chữ từ B. Nó liên quan đến chữ B. Còn chữ B. Right. Cái cầu. Cầu à? Được rồi. Được rồi, để tao check. Cầu. Ô, có thật đấy. Chính đó. Giống không? Chính xác luôn. Đúng rồi, nhanh lên. Đúng luôn này. Để tao thay đồ đã. À, từ. Gì nữa? Để cái kính hiệu nó tích hợp công nghệ AI đấy. Được tao nghiên cứu đấy. Ai chả? Mặt đâu? Đỉnh thế nhở? Của tao đâu? Có một cái thôi. Thôi nhanh lên đi. Khu vực này nó đâu đó trên đỉnh cầu nhá. Ok. Hả? Hả? Cái gì cơ? Đỉnh cầu á? Điên mẹ rồi. Khả năng của chúng mình không thể lên đây được. Mày hiểu không? Thôi, bỏ đi. Không nên được. Nhưng mà, ê, bí mày. Mày nhìn cái thằng hồi sáng không? Nó bị đâm đấy. Ở nhà còn muốn đi. Nhưng mà cái này vượt ngoài khả năng của anh em mình. Nên lỡ có làm sao thì phải không? Ừ nhỉ. Alo, sao? Còn 10 phút á? Còn 10 phút thôi. Còn bố mẹ ở nhà đi. 10 phút. Tao không lên đấy được. Mày hiểu không? Tao không lên được. Mẹ. Mày, trên đỉnh sát, còn tao sẽ tìm cách lên cầu. Mình mày. Ok, mình mày. Đi tao. Mày
lên tổ cảnh sát đấy. Tốt lắm, chúc mừng các người đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Còn thử thách tiếp theo khó đấy, nhưng tao tin các người sẽ làm được. Trời ơi. Ủa, anh em mình lên thời sự rồi. Ừ, thời sự cái gì?
mày không biết nhá, để công an nó biết nhá, nó bắt nó có khi vào tù ấy, đơn giản đâu. Nhưng mà không làm thì không được đấy chứ. Ừ thì không làm không được thật. À mày học IT cơ mà, có cách nào mà gì mới tin được xuống thì để nó nghĩ cách đã. Thôi đi, nghĩ nhanh lên đấy. Ôi, chào ấy, chào ngoài đi. À, long thao long xí. Mồm đâu không biết chào à? Hả? Lợn này bướng nhờ. Mà nó câm mà. Quay mất, đi đâu? Đưa đây, bao nhiêu lâu không đưa rồi. Hả? Đưa đâu? À, đây rồi. Mấy cọc mấy đồng, đéo nào có mấy đồng rồi hả? Thế anh em tính đi quán nào uống đi hả? Quán nào trà đá thôi, tiền đâu. Mày đặt ăn nằm ngủ ở đây, mày biết chỗ này chỗ nào không? Đây là nhà tao, mày bị bố mày là ai không? À? À? Bố mày là ai? Bố tao là bố tao thì làm sao? Được. Nhớ mặt vào chúng mày nhá. Nhớ mặt đấy. Con lợn này. Bất tiện. Bố thằng áo. Không sao không? Đưa đi nhá. Còn tiền đang đưa người ta ít đi. Đây. Còn 10.000. Lẫn thời buổi nào thôi. Cháu gửi nhá. Ủa. Ồ. Cứu một bạn của tôi. Hồ cái gì đi. Tao khát nước rồi. Chào. Tại nhà mình quay đồ đi ạ. Bè nữa. Anh cho em cốc đằng đá. Đi sữa đậu nành này. Này đi chúng mà bị lẫn à. Đây còn cà phê. Dạ anh cho em một trà ổi hồng nữ hoàng nhá. Một cà phê caramel. Với cả một sữa chua Việt Quất hạt đác. Đác khoảng ngày thôi. Ủa 20 tuổi chưa bao giờ uống đồ ngon như này luôn ấy. Ờ, lại giống như ông kia đi. Có người gửi cho các anh. Cái gì thế nhỉ? Hóa đơn à? Đâu đây, vé xe buýt, ba vé này à? Gì đấy? Mặt sau à? Ủa? Lại mật mã à? Ôi. Ôi, hình khác luôn này. Nhiệm vụ tiếp theo đây rồi. Còn gì không? Còn gì không? Vé xe buýt đi đâu đây? 30 tháng 3, 11:39. Đường số 3. Giờ mấy giờ rồi? Giờ mấy giờ? 11 giờ, tôi bỏ mẹ rồi. Mày thấy mày tính giả? Mẹ mày đi! Uống nó đi! Ô, sao tao vào? Đây! Mấy đó? Được! Tiếp xuống đây!
B là cái gì? Đây còn 4 phút nữa rồi. Đứng xe buýt à? Kinh lên. Từ từ, ít thời gian quá, tôi không phải kịp. Xe đến rồi. Xe đến không? Đi, đi, đi. Đến trước đấy. Lấy cái kính đi. Kính gì? Kính đúng à, rồi. Trường đeo. Đúng nào. Bấm bấm vào đây này. Rồi, thấy gì chưa? À rồi 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 rồi. Ê à, đúng có cảnh sát thật mẹ. Khoan, tao nhìn thấy vật mình chúng mình lấy rồi, chỗ O kìa. Ủa, nhưng mà hình như từ nó bị khóa. Khóa? Khóa đâu? Biết nào được. Ê mày có người nữa đến kìa. Ừ đúng rồi. Hình như là họ đang đưa cái gì ấy. Chìa khóa. Được rồi, tao nhìn chìa khóa rồi. Thay quần áo, thay quần áo. Đi thay đồ. Chưa?
chơi. Mày ở đây mà chung cảnh sát, tao với Eric đuổi theo cảnh sát kia để lấy lại chìa khóa. Nhưng mà tao không biết võ đâu. Mày không phải lo nhỉ, cầm lại. Ui, mày cảnh sát à? Tao bảo mày canh nó hiểu không? Để ý cái đồ ra tao. Come on.
Đấy được chưa? Đây là ví của tôi mà. Đúng rồi em. Về đâu? Quay ra. Các người đã không làm tao thất vọng. Đáng khen đấy. Nhưng một thử thách tiếp theo không dễ dàng đâu. Dậy đi thi mày đi. Cho con một bánh rán đi. 25.000 một hộp nhá. 25.000 một hộp. Đây, ăn trả hai lại nhé. Đây. Tôi tặng cho một gói bánh này nữa. À, quẩy. Tặng gói quẩy nữa. Đi đâu thế?
qua nhá. Tao xem điện thoại, thấy có tin tức về mấy cái chữ cái mà mình lấy. Những chữ cái mình lấy ấy, đài tập trung hết ở ga Phú Thái đấy. Thấy thông tin tao ghê không? Mày mò đâu ra đấy? Chúng mày khinh thường tao. Tao cũng biết về IT đấy. Thôi, xử bóc bằng giá đi. Ê, 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 ê. Cái thằng côn đồ hôm trước á? Đi, đi theo, xem nào đi. Đi. Ăn xong. Em dạo này em đói em. Em mệt lắm, các anh muốn làm gì là không chạy. Thế có nhớ tao là ai không? Em nhớ mà. Thế có thi em đòn không? Anh muốn làm gì làm, em mệt lắm. Ơ, từ bình tĩnh anh. Em là con của dân đảng anh ấy. Em là con của đảng. À, sợ yêu đảng yêu nước mà đi ăn trộm. Từ từ anh ấy. Ông, từ từ anh ấy. Sao? Ông ra ông nội kìa, ông ra ông nội kìa. Ôi, đường tàu nguy hiểm, tự dưng ra nhặt làm gì? Muốn sao không? Ăn gì chưa? Ôi, may à, ông còn gói. Sáng nay mới mua. Đây, ngon đi. Không cần mấy. Ừ. Ăn cho no bụng thế này. Ăn cho no bụng nhá. Thôi, không giữ sức khỏe đâu. Kiếm chỗ nào ấy đi. Thôi đi, đi đứng tay đó. Anh em mình đi. Đi, thôi đi. Bạn nhá. Ôi trời ơi. Mẹ thằng Zuko này, vừa cứu ông già xong đã biến mất rồi. Nhanh thật đấy. Đi sao? Quay quay. Bỏ hộp anh ra nè. Cậu anh vách cơ trường. Đấy xe. Hai đứa chúng mày chỉ ăn với ăn thôi. Ôi xin. Mang cái bạn. Tăng đầy bụng. Đặc sản thì cầu đất đây, ăn đi. Ôi. Cái gì đây? Mập mã tiếp theo. Mập mã tiếp theo. Thời gian. Xem mà làm sao? Bây giờ tàu hỏa 11:25. Đúng rồi. Và xem giờ. Chuyến mùng 5 tháng 4. 11:00. Đi về được con áo. Lại luôn. Đi. Đến rồi. Đi bây giờ đến Phú Thái rồi. Xa lắm.
đi. Yeah!
Tao chỉ biết địa điểm của quay thôi, chúng mày cứ đến. Để tao gửi. Sao không? Sao tìm được vị trí chính xác ấy nhỉ? À, mấy con số mà chúng mày thấy trên tờ giấy ấy. Thật ra là tọa độ chính xác của hai cái ký tự mà mình cần tìm. Ai chả? Chúng mày khôn phết à? Đùa tao là ai? Khiếp ấy nhỉ? Ai nhưng mày? Làm sao? Hai thông tin thật giả lẫn lộn không phân biệt được đấy. Sao đâu mà? Hay là anh em đi đâu nhỉ? Đi đâu? Làm tí bố mày ai quá lớn rồi cho đi lớn rồi tao này mày chậm lắm đấy làm tí nhỉ đi làm tí nhỉ đi đấy lỗ thì có bị lỗ đi đi ở đây rồi đấy nha. Bạn này là bạn này nó có khách nào mất rồi ạ?
đi. Ôi, quê cũng chưa biết ai cả. Ai? Long John mình làm sếp của bạn này. Mà căng đét ấy thì Innova. Ok. Ok. Chỉ thôi. Ờ, đúng người quen đây.
anh em. Gì á? Dựa đây là cái ví của tôi. Ơ, à, thì ví ông à? Cho xin lại rồi, thật sự không? Này, thôi được rồi, tao hãy cho mày. Thôi, coi như là lần sau mời mấy ông đi bia nhá, mấy em bia cà phê nhá. Rồi, ok, ok. Thank you nhá. Ok. Mời đi. Mà đi theo à? Xem có thông tin gì không? Không có. Không. Chỉ có ký hiệu thôi. Chỉ ký hiệu thôi. Như lần à, trước đó, lần đầu tiên đó. Về nhà lấy máy tính không? Thằng mắc cốt cả. Đi thôi, đi. Đi anh. Đi. Chỉ ở trung tâm thương mại thôi. Và giờ quanh thành phố bao nhiêu cái trung tâm thương mại? Chỉ có đúng một cách thôi. Anh em tách nhau ra, mỗi người một hướng. Thế thì tao hướng nam thôi. Rồi, tao đi hướng đông nhất. Thì tao hướng tây nhất. Ok, cho thôi, nhanh, nhanh, nhanh. Đi à? Nhanh, nhanh, nhanh. Bây giờ về nhà lấy đồ rồi. Đi. Không có đâu. Không có. Tao không có. Tao không có. Chỉ có một chỗ thôi. Đúng có chỗ đấy. Đi đi. Chính xác đây rồi. Thôi đi. Ở từ 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 đây. Sao? Thế? Cái an ninh ở đây căng lắm. Giấy sợ cái gì? Đi cách khác đi. Trời. Thôi thay quần áo đó. Rồi. Sao bên kia xem nào.
và tin những bước tiếp theo tôi sẽ hoàn thành tốt đấy. Oh,
Phạm ơi, Phạm ơi. Cô. Cô. Let's go.